Sau đây mình sẽ mở cái máy hút bụi Xiaomi CM800 hút bụi chăn ga gối đệm, công suất là 450W. Đây là cái khay chế rác của nó. Lọc HEPA này thì mọi người chỉ thổi nhé, không được cho vào nước đó, mà nó sẽ bị nát nữa. Rất nhiều là bông sợi vải bụi mịn. Các cái chăn ga gối đệm của mình thì nó sẽ không có bẩn mấy đâu, nhưng mà mình hút ra thì rất nhiều bụi mịn. Thì dễ dàng sử dụng.